Trần Thuận xin kính chào quý khán thính giả. Thưa quý vị, hôm nay là thứ ba ngày 1 tháng 11 năm 2016, nhằm ngày mùng 2 tháng 10 âm lịch năm Bính Thân. Sau đây xin mời quý vị theo dõi bản tin tức trong ngày của Quê Hương Media qua phần trình bày của Đồng Thảo cùng Trần Thuận. Và bây giờ Đồng Thảo sẽ mở đầu với phần tin Hoa Kỳ. Tòa Bạch Ốc nói rằng FBI không tìm cách gây ảnh hưởng cuộc bầu cử. Tổng thống Barack Obama tin rằng giám đốc FBI James Comey là người Trung Hoa, không tìm cách gây ảnh hưởng tới cuộc bầu cử Mỹ, qua việc loan báo điều tra thêm một số emails có liên hệ tới máy chủ cá nhân của ứng cử viên Đảng Dân Chủ Hillary Clinton. Tòa Bạch Ốc loan báo hôm 31 tháng 10, phát ngôn nhân Josh Earnest từ Tòa Bạch Ốc nói thêm rằng ông không biết giám đốc FBI đã đi đến quyết định công khai vụ điều tra thêm này như thế nào và những yếu tố nào đã được cân nhắc trong quyết định loan báo vừa qua. Giám đốc FBI ngày 28 tháng 10 công bố sẽ điều tra thêm một số email vừa hé lộ liên quan đến việc sử dụng email cá nhân của bà Hillary Clinton để xác định xem những email này có chứa thông tin mật hay không. Trong bức thư gửi một số chủ tịch ủy ban quốc hội Mỹ, thì giám đốc James Comey nói rằng ông chưa thể dự đoán công tác mới sẽ hoàn tất trong bao lâu. Loan báo này là một diễn tiến bất ngờ trước thời điểm diễn ra cuộc bầu cử tổng thống vào ngày 8 tháng 11 sắp tới. Hôm 28 tháng 10, bà Hillary Clinton đã mạnh mẽ kêu gọi cục điều tra liên bang công bố đầy đủ toàn bộ dữ kiện về quyết định mới đưa ra, đồng thời cũng nhấn mạnh là bà tin rằng dù có gì đi nữa thì nó cũng sẽ không thay đổi kết luận hồi tháng 7, nhắc tới đề nghị của FBI không truy tố hình sự bà. Reuters dẫn nguồn từ New York Times cho biết các email mới vừa được khám phá trong lúc FBI đang tiến hành cuộc điều tra về các tin nhắn tình dục của cựu dân biểu Anthony Weiner qua việc thu giữ những thiết bị điện tử của phụ tá cho bà Clinton là bà Huma Abedin và chồng bà Abedin, ông Anthony Weiner. Trước đây, sau khi tìm thấy trong một số email của bà Clinton có chứa thông tin mật của chính phủ, thì FBI đã mất khoảng một năm để điều tra. Việc bà dùng máy chủ email cá nhân cho công vụ, thời còn làm Ngoại trưởng Hoa Kỳ từ năm 2009 đến năm 2013. Hồi tháng 7, giám đốc FBI cho biết có bằng chứng cho thấy bà Clinton và nhân viên có thể đã phạm luật, nhưng FBI lại tuyên bố công tố viên nếu làm việc đúng tình đúng lý thì sẽ không truy tố bà. Trong khi đó, thưa quý vị, FBI và Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đấu với nhau về chuyện điều tra các emails của bà Clinton. Tin của báo Cali Today, cơ quan FBI và Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã đụng nhau kịch liệt về cách điều tra những điện thư của bà Clinton vào lúc các viên chức liên bang tuyên bố sẽ mở lại cuộc điều tra và chỉ còn hơn một tuần nữa là đến ngày bầu cử. Tờ báo WSJ trích thuật nguồn tin từ giới có thẩm quyền về vụ này cho hay các viên chức nhiều lần trước đây đã tỏ sự nghi ngờ về khả năng điều tra của FBI đối với Hiệp hội Clinton Foundation, thậm chí còn can thiệp yêu cầu FBI phải giới hạn cuộc điều tra của họ. Theo báo cáo này, thì một vài nhà điều tra cảm thấy bực bội và xem một vài lãnh đạo của FBI như không quan tâm lắm về vụ này. Nhưng cũng có người cho hay, phó giám đốc FBI là ông Andrew McCabe đã tranh đấu ác liệt với Bộ Tư pháp nhằm xem lại kỹ hơn hoạt động Hiệp hội Clinton Foundation. Ông McCabe đã bắt đầu xem xét chuyện này vào đầu năm nay, nhưng vụ vợ của ông là bà Jill McCabe nhảy ra tranh cử chức thượng nghị sĩ tiểu bang Virginia và nhận tài trợ gần nửa triệu đô la từ phía Dân Chủ đã khiến ông gặp khó khăn. Bộ Tư pháp bày tỏ nghi ngờ là các nhà điều tra có thể đi sâu vào chuyện này, trong lúc các viên chức FBI cho là họ có những kỹ thuật nghiệp vụ tinh xảo có thể làm được. Trên lý thuyết, thì Bộ Tư pháp là chủ của FBI, và một vài nhân viên của Bộ nói không cho phép FBI làm như thế. Một nguồn tin cho hay sau khi phân tích dữ liệu trên máy điện toán của ông Weiner, người ta khám phá có nhiều phát giác mới đụng chạm tới thống đốc Virginia và điện thư của bà Clinton, khiến giám đốc FBI James Comey loan báo tin chấn động là sẽ xem xét lại vụ này. Mới đây, một số đài TV Mỹ loan báo ông Donald Trump đã rút ngắn cách biệt với bà Clinton chỉ còn có 2 điểm trên phạm vi toàn quốc. Texas dẫn đầu toàn quốc về số nạn nhân chết vì say rượu lái xe. Tin từ Austin,
Hội các bà mẹ chống say rượu lái xe, viết tắt là MADD của Texas cho biết, tiểu bang này hiện đang dẫn đầu toàn quốc Hoa Kỳ về con số tử vong dưới tay các tài xế say rượu lái xe. Trong khi Bộ Giao thông Texas nói rằng, hồi năm 2015 riêng tại Harris County, trong đó có thành phố Houston, thì đã có tới 362 nạn nhân thiệt mạng trong các tai nạn giao thông liên quan tới những tài xế say rượu. Theo tin của đài KTRK hôm thứ Bảy, Trung sĩ S. Wolverton thuộc Sở Cảnh sát Harris County cho hay, vào cuối tuần dịp lễ Halloween năm nay, đã có một tai nạn giao thông làm chết hai người trên xa lộ FM-1960. Giới chức cảnh sát nói rằng, tài xế trong tai nạn này chỉ bị thương nhẹ, nhưng đã lái xe trong lúc tâm thần thiếu tỉnh táo vì say rượu. Mặc dù cứ mỗi khi có dịp lễ thì người ta lại hô hào cư dân đừng say rượu lái xe, nhưng rồi các tai nạn chết người vẫn cứ xảy ra. Đây quả là những thảm kịch dồn dập xảy đến cho cư dân vùng Houston. Vẫn theo lời trung sĩ Wolfburton thì những lời kêu gọi chớ lái xe khi say rượu được nhắc đi nhắc lại biết bao nhiêu lần mà vẫn cứ như là đàn gảy tay trâu, bởi vì thiên hạ vẫn nghĩ rằng các tai nạn đó sẽ không xảy ra cho chính mình, nên cứ việc vui chơi cho đến khi tai họa giáng xuống thì đã muộn. Hai người bị bắn chết trong tiệc Halloween. Tin từ Newburgh, New York. Một tay súng đã khai hỏa bắn vào nhiều người đang tham dự một bữa tiệc Halloween ở Newburgh, New York vào tối hôm thứ Bảy rạng sáng Chủ nhật, làm thiệt mạng hai thiếu niên và gây thương tích cho 6-7 người khác. Đài ABC 7 loan tin như vậy. Vụ bắn chết xảy ra vào lúc trước 1 giờ sáng bên trong tòa nhà số 119 Broadway. Một trong các nạn nhân bị thương là Omani Free, 18 tuổi, học sinh năm cuối tại trường Newburgh Free Academy. Cô này cùng một số bạn bè tới tham dự buổi tiệc do một thanh niên ở địa phương tổ chức. Cô Free cho biết nạn nhân còn vị thanh niên bị bắn chết cũng là khách đến dự bữa tiệc Halloween và vào lúc đang tìm cách rời bữa tiệc thì bị bắn. Sau khi bị trúng đạn, cô gái ngã chúi người vào một phụ nữ kế bên, trong khi người này cũng đã bị thương vì một phát đạn của sát thủ. Tay súng đã trốn khỏi hiện trường. Cảnh sát không thể xác nhận đây là hành động của một hay nhiều tay súng. Trình diễn opera ở New York bị hủy vì có người rải bột lạ. Tin từ New York, buổi trình diễn opera của Metropolitan Opera tại New York phải chấm dứt giữa chừng hôm thứ Bảy sau khi có người rải chất bột lạ vào khu vực của dàn nhạc dưới sân khấu. Ông Sam Newman, phát ngôn viên của Met cho hay buổi trình diễn vở Guillaume Tell vào suất trưa phải hủy bỏ trong lúc nghỉ giải lao thứ nhì vì có người rải bột vào khu vực của dàn nhạc. Vì lý do an toàn, chúng tôi phải hủy bỏ buổi trình diễn. Ông Newman nói như vậy trong bản thông cáo gửi tới báo chí. Một nữ phát ngôn viên sở cảnh sát loan báo, người giải bột sau đó bỏ chạy và hiện đang bị truy lùng. Cảnh sát lúc đầu cho hay một người trong hí viện yêu cầu được điều trị. Tuy nhiên sau đó họ nói rằng không có ai bị thương. Metropolitan Opera cũng hủy bỏ buổi trình diễn vở L'Italiana in Anchori xuất tối ngày thứ Bảy vì cuộc điều tra vẫn còn tiếp tục. Khán giả đến xem vở Guillaume Tell cho hay họ rất thắc mắc không hiểu vì sao thời gian nghỉ giải lao lại kéo dài quá lâu. Một đại diện Met lúc đầu loan báo là có vấn đề kỹ thuật và vài phút sau đó quay trở lại sân khấu để thông báo là sẽ không diễn màn 4 và khán giả được yêu cầu ra về. Khán giả đã la ó khi nghe loan báo không diễn màn cuối, vốn được coi là màn có nhạc hay nhất, và đòi phải trả tiền lại. Phát ngôn viên Newman nói rằng những người có vé xem buổi trình diễn hôm thứ Bảy, dù là trưa hay tối, nếu liên lạc với Met để được xem buổi trình diễn khác. Hai người bị bắt vì gửi cơ phận máy bay cho Iran. Tin từ Los Angeles, tiểu bang California, hai người đàn ông ở Los Angeles vừa bị bắt vì bị chính phủ liên bang Mỹ cáo buộc là đã chuyển các phụ tùng chiến đấu cơ trị giá hơn 3 triệu đô la về Iran. Theo biện lý liên bang hôm thứ Sáu, ông Javik Zagarian, 52 tuổi, sống ở thành phố Glendale, và ông Vache Nigerian, 57 tuổi, ở Lakeview Terrace, bị nhân viên điều tra đặc biệt của Sở Di trú và Quan thuế bắt giữ hôm thứ Tư, tiếp theo sau một cuộc điều tra ngầm. Bản cáo trạng với 9 tội danh trước tòa án liên bang được công bố tuần qua cũng nêu tên công ty của ông Zagarian là ZNC Engineering Inc. tại Pacoima và hai công dân Iran, Harry Terminasian, 55 tuổi, và Homos Nowruz, 56 tuổi. Cả hai đều được biết hiện ở Iran. Một số nghi can trong vụ này cũng bị cáo buộc là mua và xuất cảng bất hợp pháp vòng đệm, còn gọi là O-ring, làm bằng cao su fluorocarbon sang Iran. Loại vòng đệm này có thể sử dụng vào mục tiêu quân sự, kể cả việc dùng trong hệ thống thủy điều của phi cơ và hệ thống đáp, theo giới hữu trách liên bang cho biết như vậy.
Những tội vi phạm trong bản cáo trạng này là mối đe dọa trầm trọng cho an ninh quốc gia chúng ta, theo lời biện lý Eileen M. Decker. Chúng ta phải bảo vệ các kỹ thuật quân sự và ngăn không để lọt vào tay các quốc gia khác mà không có phép. Cả hai nghi can Zagarian và Nigerian đều khai vô tội và được thả hôm thứ Tư sau khi đóng tiền thế chân. Theo bản cáo trạng thì Treminasian từ Iran liên lạc với Zagarian để nhờ mua các cơ phận chiến đấu cơ, kể cả những cơ phận dùng trong chiến đấu cơ F-18. Ông Zagarian cũng tìm cách mua những món này từ một nhân viên chìm của Bộ Nội an, giả làm một nhà cung cấp phụ tùng. Cáo trạng cũng cho hay ông Zagarian mua fluorocarbon O-ring từ một công ty ở California và giao cho ông Nigerian, người sau đó xuất cảng sang United Arab Emirates và Kuwait. Ông Treminasian đã đưa hơn 7.000 O-ring này sang Iran. Giới hữu trách Mỹ nói rằng họ có bằng chứng cho thấy số O-ring được chuyển cho không quân Iran. Nếu bị kết tội thì ông Zagarian có thể bị án tới 115 năm tù và 4.770.000 đô la tiền phạt. Trong khi đó, ông Nigerian có thể bị 95 năm tù và 3.770.000 đô la tiền phạt. Chúng tôi xin phép tạm ngừng bản tin tức nơi đây và sẽ trở lại với quý vị sau phần quảng cáo. Xin giới thiệu ông Nguyễn Vũ Trụ, Chairman Council Agent của công ty bảo hiểm New York Life. Lấy thành tín và quyền lợi của quý vị làm phương châm phục vụ. Tôi là Nguyễn Vũ Trụ, đại diện công ty bảo hiểm New York Life. Xin được cùng quý vị thảo luận về các loại bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm săn sóc dài hạn, Long Term Care, IRA, 401k rollover. Đặc biệt là kế hoạch truyền thừa tài sản, giúp bảo vệ bất động sản, bảo vệ sự học vấn cho con em, bảo vệ sự thu nhập khi chúng ta về hưu. Với các chương trình trên sẽ giúp bảo vệ hạnh phúc gia đình và tích lũy tài sản, giúp xây dựng nền tảng an toàn tài chính. Xin quý vị hãy liên lạc văn phòng chúng tôi để lấy hẹn. Điện thoại 408-556-7228, 556-7228 hoặc 408-930-2175, 930-2175 hoặc đến địa chỉ 550 sao Winchester Boulevard, phòng 405, San Jose, California 95128. Tất cả dịch vụ tham khảo tại văn phòng và tại nhà của quý vị đều miễn phí. Muốn biết thêm chi tiết, xin xem báo Thằng Ngõ và các báo Việt Nam. Chúng tôi Nguyễn Vũ Trụ rất hân hạnh được phục vụ quý đồng hương. Lái xe an toàn không chỉ cứu mạng sống, nó còn giúp quý vị tiết kiệm tiền. Chúng tôi có thể giúp quý vị tiết kiệm tiền đến 38% với chương trình giảm giá cho người lái xe tốt. Hãy gọi cho văn phòng bảo hiểm Allstate Doris Hà Trần với cô Quế Anh ngay hôm nay để biết quý vị có thể tiết kiệm được bao nhiêu. Ngoài bảo hiểm xe, văn phòng bảo hiểm Allstate Doris Hà Trần cũng bán các loại bảo hiểm nhà cửa, nhân thọ thương mại, sức khỏe. Allstate, công ty bảo hiểm nổi tiếng uy tín hàng đầu. Văn phòng bảo hiểm Allstate Doris Hà Trần phục vụ nhã nhặn, vui vẻ, tận tâm. Địa chỉ 1752 Clear Lake Avenue, Milpitas. Điện thoại 408-353-0969, 408-353-0969. Người Việt Nam ai cũng thích, cũng chuộng hiệu xe Honda. Trẻ thì thích Civic, có gia đình thì chọn Accord, nhà đông người thường mua Van Odyssey và ai thích thể thao thì thường đi xe Pilot. Xe Honda kiểu đẹp, máy bền, không hư lặt vặt và nhất là ít hao xăng, khi cần bán lại thì giữ giá vẫn cao. Ở Bắc Cali, mua xe Honda mời quý vị đến với Anderson Honda,
dealer lớn luôn có nhiều xe và special deal cho khách hàng Việt Nam. Ngoài các kiểu xe đời mới nhất của Honda, Anderson Honda cũng luôn có cả trăm chiếc used car với những hiệu nổi tiếng như Toyota, Acura, Lexus, Mercedes, BMW, v.v. Anderson Honda có 3 Fleet Manager Việt Nam là các anh Johnny Võ 408-439-2005, 439-2005, Hiệp Vũ 408-771-6467, 771-6467 và Châu Lộc Trần 408-483-1878, 483-1878 luôn chờ đón để được phục vụ khách hàng Việt Nam. Anderson Honda địa chỉ 1766 East Embarcadero Road, thành phố Palo Alto, gần Freeway 101. Một lần nữa, muốn mua xe Honda, xin mời đến Anderson Honda tìm gặp các anh Johnny Võ 408-439-2005, Hiệp Vũ 408-771-6467 và Châu Lộc Trần 408-483-1878, 483-1878. Honda, hiệu xe ưa thích của mọi gia đình Việt Nam. Kim Trang hân hạnh giới thiệu quý vị hai thế Dental Care Spa San Jose, nổi tiếng 20 năm qua về thẩm mỹ nha khoa hàng đầu, được đài truyền hình số 4 The Best of B bình chọn. Đây là một vinh dự cho Hathaway Care trên toàn nước Mỹ. Hathaway Care đảm trách dịch vụ nha khoa từ A đến Z, giải phẫu nướu răng, trồng implant và niềng răng. Implant chỉ có 990 đồng một trụ implant. Đặt trụ implant trước sau đó có giảm giá đặt crown implant. Đảm trách dịch vụ nha khoa từ A đến Z, giải phẫu nướu răng, niềng răng và cho người lớn và trẻ em. Hãy gọi 408-363-1787, 363-1787, Hai Tech Dental Care. Cảm ơn quý vị và với chương trình của Quê Hương Media. Và bây giờ xin mời quý vị trở lại với bản tin tức của chúng tôi qua phần tin thế giới cùng Đồng Thảo. Dân thủ đô Ấn Độ cảm thấy ngộp thở vì pháo bông mừng lễ hội Diwali. Tin từ New Delhi, dân thủ đô nổi giận vì ngộp thở trong khói của pháo bông do lễ hội Diwali của đạo Hindu gây ra. Mức độ ô nhiễm không khí đo được tại thành phố Tân Delhi cao hơn 30 lần khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới WHO. Nhà chức trách cho hay các yếu tố góp phần vào sự gia tăng ô nhiễm không khí là độ ẩm và gió. Diwali là lễ hội của đạo Hindu mừng thánh thần thắng ma quỷ. Tầm nhìn vào sáng thứ hai bị giới hạn đáng kể, dân chúng được yêu cầu hạn chế ra đường. Số đo hạt ô nhiễm sáng thứ hai là 750 hạt mỗi mét khối, theo loan báo của Ủy hội Kiểm soát ô nhiễm, là tăng hơn gấp đôi bình thường và cao gấp 30 lần khuyến cáo của WHO là 25 hạt mỗi mét khối. Đoàn đại sứ Hoa Kỳ cho hay mức ô nhiễm hồi tối Chủ nhật đã vượt ngưỡng nguy hiểm 500 hạt mỗi mét khối. Với 16 triệu dân thì thủ đô Ấn Độ là thành phố đông dân hạng thứ 11 của thế giới. WHO báo động 300 triệu trẻ em khắp thế giới đang hít thở không khí ô nhiễm nặng. Nổ mỏ than tại Trung Cộng, 15 người chết, 18 người mất tích. Tin từ Bắc Kinh, truyền thông Trung Cộng báo tin nổ mỏ than tại vùng Tây Nam Hoa Lục hôm thứ Hai, gây thiệt mạng 15 người và 18 người bị mất tích. Thông tấn Xinhua cho hay, lực lượng cứu nạn hơn 200 người đang tìm kiếm thợ mỏ sống sót tại mỏ Jinshangu ở quận Yongchuan. 35 thợ mỏ đang làm việc khi tai nạn xảy ra và chỉ 2 người thoát hiểm. Tất cả mỏ than tư doanh tại các cộng đồng được cấp phép với tổng sản lượng là 60.000 tấn một năm đang ngưng hoạt động để chờ điều tra tai nạn. 18 người chết hồi tháng 9 tại mỏ than trong vùng tự trị Ningxia Hui. 6 tháng trước thì tai nạn mỏ than của tỉnh Shanxi tại miền Bắc đã gây thiệt mạng cho 19 thợ mỏ. Chiến dịch phản công của quân nổi dậy tại Aleppo có thể gây tội ác chiến tranh. Tin từ Damascus, Liên Hợp Quốc báo động chiến dịch phản công của quân nổi dậy chống lại lực lượng Assad chiếm giữ khu Tây thành phố Aleppo có thể cấu thành tội ác chiến tranh. Tiếp theo tin của truyền thông chế độ loan báo, quân nổi dậy dùng đầu đạn phóng hơi độc. Hôm Chủ nhật, quân nổi dậy tấn công đối phương bằng bom xe, hỏa tiễn Grad và súng cối. Nhóm theo dõi nhân quyền Syria viết tắt là SOHR báo tin 41 thường dân thiệt mạng gồm cả 16 trẻ em và 250 người bị thương tại Aleppo. Văn phòng của đặc sứ Liên Hiệp Quốc The Mistura cho hay quân nổi dậy phóng nhiều hỏa tiễn trong 3 ngày đầu của chiến dịch phản công, phá vòng vây. Tố giác về hơi độc không thể kiểm chứng, nhưng thông tấn Sana của chế độ loan tin 35 người bị khó thở, tê dại và co thắt bắp thịt sau khi hít phải hơi độc từ đầu đạn của quân nổi dậy ở làng
Dahiyat al-Assad trên tuyến đầu và cứ điểm quân chính phủ tại Hamdaniye. Viên chức bệnh viện của trường Đại học Aleppo xác nhận 36 người bị thương vì hơi chlorine. Khu Tây Aleppo rung chuyển vì các đợt pháo kích, trong khi khu đông dưới quyền kiểm soát của quân nổi dậy tiếp tục bị không tập. Quân nổi dậy thắng tại quận Dahiyat al-Assad khi tập trung 1.500 quân tấn công khu Tây trên một phòng tuyến 15 km, trong khi nguồn tin ẩn danh xác nhận lực lượng Assad đang củng cố cuộc phòng thủ. Quân đội Iraq vì hãm Mosul nhằm chấm dứt sự cai trị tàn bạo của ISIS. Hôm cuối tháng 10 có tin là mặt trận tái chiếm thành phố lớn thứ nhì của Iraq là Mosul có nhiều tiến triển mới sau khi lực lượng đặc nhiệm của quân đội Iraq chỉ còn cách thành phố này có vài trăm mét và việc tiến vào chỉ là chuyện trong vài giờ. Đó là nội dung tuyên bố của người đứng đầu ngành chống khủng bố Iraq cho thấy cuộc tiến công này đang bước vào một giai đoạn mới. Ông Talib Shigati còn cho hay, các lực lượng của chúng tôi tiến rất nhanh. Tôi có thể quả quyết việc vào Mosul không phải diễn ra trong vài ngày, mà chỉ trong vài giờ. Được biết, con số vây hãm Mosul đã lên đến gần 100.000 quân, gồm cả lực lượng của quân đội Iraq và các nhóm kháng chiến chống IS, vốn khởi sự vào ngày 17 tháng 10, nhằm chấm dứt sự cai trị tàn bạo của IS ở Mosul từ trên 2 năm qua. Hôm thứ Hai ngày 31 tháng 10, có tin là các lực lượng vây hãm này đã đồng loạt tiến về Mosul từ 3 mặt. Từ hừng sáng, các quan sát viên nhận định là chiến dịch sẽ diễn ra ác liệt trên từng con đường ở Mosul sau khi quân đội Iraq lọt được vào bên trong thành phố. Tuy con số quân ISIS được ước tính chỉ từ 5.000 cho đến 8.000 quân, nghĩa là ít hơn rất nhiều so với lực lượng tấn công. Tuy nhiên, ISIS đã tổ chức phòng ngự rất chặt chẽ từ trước trong các nhóm phân bố bên trong và ở ngoại vi Mosul, kể cả đào các hố chứa đầy dầu để sẵn sàng phóng hỏa. ISIS cũng ra tay tàn bạo giết chết nhiều trăm thường dân ở Mosul, kể cả đàn bà và trẻ em. Chúng dùng họ như bia đỡ đạn, nhắm làm hạn chế những vụ oanh kích do không lực Mỹ tung ra, yểm trợ cuộc hành quân. Nhiều vụ tấn công tự sát do ISIS tiến hành chống lại lực lượng này cũng đã xảy ra. Ấn Độ muốn mua 200 chiến đấu cơ nhưng phải ráp ở nội địa. Trở lại với tin từ Tân Delhi, chính phủ Ấn Độ đang đưa ra kế hoạch mua hàng trăm chiến đấu cơ từ các công ty quốc phòng ngoại quốc với điều kiện là phải được ráp trong nước, theo các giới chức không quân Ấn Độ. Bản tin của hãng thông tấn Reuters cho hay, một giao kèo sản xuất 200 chiến đấu cơ tại Ấn Độ có thể lên đến 300 chiếc nếu hoàn toàn loại bỏ các phi cơ mua của Liên Xô trước đây, sẽ trị giá tổng cộng khoảng từ 13 đến 15 tỷ đô la, theo các chuyên gia, và là một trong những giao kèo mua chiến đấu cơ lớn nhất của Ấn Độ, sau khi thỏa thuận mua chiến đấu cơ Rafale của công ty Pháp Dassault bị giảm xuống còn 36 chiếc hồi tháng qua, thì không quân Ấn Độ nay đang tìm cách nhanh chóng đạt các thỏa thuận khác để chấm dứt tình trạng thiếu chiến đấu cơ hầu đáp ứng nhu cầu bảo vệ không phận. Không quân Ấn Độ cho hay họ thiếu khoảng 1/3 lượng phi cơ cần có để đối phó với cả Trung Quốc lẫn Pakistan. Tuy nhiên, Thủ tướng Narendra Modi muốn rằng bất cứ các phi cơ mua trong tương lai phải được ráp tại Ấn Độ cùng với một công ty trong nước để xây dựng kỹ nghệ hàng không quốc gia. Công ty Mỹ Lockheed Martin cho hay họ muốn thành lập dây chuyền sản xuất F-16 ở Ấn Độ, không chỉ cho quốc gia này mà còn để xuất cảng. Công ty Saab của Thụy Điển cũng đề nghị cùng ráp loại Gripen, tạo ra khả năng đối đầu giữa hai công ty cho giao kèo này. Tổng thống Pháp hứa dẹp di dân sống đầy hè phố Paris. Tin từ Paris, Pháp Quốc, Tổng thống Pháp François Hollande hôm thứ Bảy cho hay sẽ dẹp một khu vực có nhiều di dân dựng lều trên hè phố thủ đô Paris sau khi chính phủ Pháp di dời khoảng 5.000 người từ một khu dựng lều trại phía bắc quốc gia này nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng di dân. Các khu lều trại của di dân ở thành phố Calais và ở thủ đô Paris đã trở thành những biểu tượng rõ ràng nhất cho nỗi vật vã của Pháp khi tìm cách đón nhận di dân ra đi để tìm đời sống tốt đẹp hơn ở Âu Châu. Ông Hollande cũng kêu gọi chính phủ Anh hãy có thêm biện pháp giúp nhận một phần trong số khoảng 1.500 trẻ vị thành niên ở trại Calais, nơi đến của di dân từ Trung Đông và Phi Châu, để tìm cách vào Anh. Ông Hollande nói rằng chính phủ Pháp không thể chấp nhận có tình trạng dựng lều sống ngoài hè phố Paris, gọi đây là điều không xứng với nước Pháp và cho hay sẽ dẹp các nơi này vì không thể là giải pháp lâu dài. Ông cũng nói rằng những người sống ở nơi đây không đến từ Calais mà đa số là từ Libya đã đến Paris nhiều tuần hay nhiều tháng trước đó. Các khu vực dựng lều của di dân thường xuyên thấy mọc lên ở thủ đô Paris bị cảnh sát dẹp nhưng rồi sau đó lại thấy xuất hiện trở lại. Và thưa quý vị, chúng tôi xin phép tạm ngưng bản tin tức nơi đây và sẽ trở lại với quý vị sau phần quảng cáo.
Quý vị đã từng xuất qua khen ngợi sắc đẹp làn da của các ngôi sao điện ảnh Hàn Quốc. Khanh Dương xin giới thiệu bộ kem tổng hợp bảo đảm gốc Hàn Quốc 100%, không mạo hóa, rất được các nữ tài tử xinh đẹp Hàn Quốc ưa thích. Correct Combo Cream, tức CC Cream, vừa là kem dưỡng da, vừa dùng để trang điểm. Sử dụng CC Cream không cần phải dùng sunblock để bảo vệ da và cũng không cần dùng moisturizer để giữ da khỏi bị khô. Dùng CC Cream, da mặt sẽ trắng, tráng đều, xóa vết nhăn và làm khít lỗ chân lông. Bộ kem tổng hợp CC Cream gồm một hũ kem thoa mặt và một chai Activator giá 45 đồng, mua 2 bộ chỉ có 80 đồng. Muốn có CC Cream, xin gọi đài quê hương 408-645-5575 hoặc 408-645-5580. CC Cream là kem dưỡng da và trang điểm 100% Hàn Quốc. Xin quý vị an tâm. Ngọc xin giới thiệu với quý vị chiếc gối 3D Canuda. Thưa quý vị, gối 3D Canuda được sáng chế bởi một bác sĩ khoa vật lý trị liệu để ngăn ngừa mệt mỏi, bảo đảm cho một giấc ngủ ngon. Với hình dáng cong như chữ C, gối Canuda sẽ đỡ tối đa trọng lượng của đầu, làm giảm áp lực đè lên cột xương sống. Người ngủ nghiêng không cần phải lo lắng vì gối được thiết kế đặc biệt để đỡ cho mỗi bên vai. Gối bình thường có vi khuẩn, thiếu vệ sinh, gây ra các chứng bệnh về da. Nhưng vì được thiết kế đặc biệt, cho nên điều này sẽ không xảy ra với chiếc gối Canuda. Bao gối Blue Label hút mồ hôi và bụi bẩn, hoạt động như một bộ phận khử mùi hôi để không khí lưu thông qua gối, làm cho gối luôn được khô ráo tự nhiên. Với chiếc gối Canuda 3D, quý vị sẽ không cần đi làm vật lý trị liệu nữa. Nó sẽ cho quý vị có cảm giác như mình đang ngủ trên mây. Muốn order gối 3D Canuda, xin gọi đài quê hương 408-645-5575 hoặc 408-645-5580. Kangen là tiếng Nhật dịch sang tiếng Việt là trở về nguyên thủy, nguồn nước được trở lại trạng thái tự nhiên lúc ban đầu trước khi trái đất bị ô nhiễm. Công dụng của nước Kangen là gia tăng sức khỏe, chậm lão hóa, tăng tuổi thọ, giải tỏa chất mỡ dư thừa và thải độc tố, hỗ trợ bộ máy tiêu hóa, giúp ruột hoạt động tốt, giải quyết chứng nhiễm trùng trong đường tiểu, đường hô hấp, giúp vào việc điều trị các chứng suyễn, tiểu đường và cao máu. Tìm lại làn da tươi sáng, giảm các chứng đau nhức kinh niên, giảm axit thặng dư, giải quyết được nhiều chứng bệnh nan y. Nước Kangen là thương hiệu của công ty Nhật Bản Inagic đã tạo ra nguồn nước tốt nhất trên thế giới. Nước Kangen đã trở thành một danh từ rất quen thuộc và hiện đang được sử dụng rất rộng rãi tại Nhật Bản. Muốn xem máy, tìm hiểu về máy, lấy nước từ máy Kangen về dùng thử trước khi mua máy Kangen, xin liên lạc đài quê hương 1630 Oakland Road, Suite A109, San Jose, điện thoại 408-645-5575 hay 645-5580. Xin giới thiệu bộ kem dưỡng da, bảo vệ da, làm sáng da, trắng da, căng da và cũng làm mờ đi những khuyết tật nhăn nám trên da. Đây là bộ kem BRTC gồm 9 hũ sản xuất tại Đại Hàn, bảo đảm phẩm chất Đại Hàn 100%. Bộ kem BRTC gồm có 5 hũ kem dưỡng da dùng ban đêm giúp da luôn tươi mát, mịn màng, hết khô ngứa. 2 chai serum làm khít lỗ chân lông, làm săn chắc làn da. 2 hũ BB cream làm da tươi sáng, trắng trẻo, hồng hào, có chất chống nắng để bảo vệ da, dùng chung với make up khi trang điểm mỗi ngày. Bộ kem BRTC 9 hũ sản xuất tại Đại Hàn, bảo đảm phẩm chất Đại Hàn 100%, giá không phải 300, 200 hay 150 đồng mà chỉ có 105 đồng thưa quý vị, quá rẻ. Chưa hết chúng tôi bao luôn thuế và shipping. Vâng, tất cả chỉ có 105 đồng và hàng sẽ được gửi đến tận nhà quý vị. Muốn có bộ kem BRTC, xin gọi đài quê hương 408-645-5575 hoặc 408-645-5580.
Ở San Jose, muốn có ngay hôm nay bộ kem BRTC, xin mời đến 1630 Oakland Road, Suite A109, San Jose, California 95131. Chúng tôi mở cửa suốt 7 ngày trong tuần, weekend từ 7 giờ sáng. Mời quý vị ghé thăm. Cảm ơn quý vị vẫn giữ chương trình của Quê Hương Media. Và bây giờ xin mời quý vị trở lại với bản tin tức của chúng tôi qua phần tin Việt Nam với Trần Thuận. Bình Dương công bố dịch bệnh Zika. Sáng ngày 30 tháng 10, bác sĩ Huỳnh Thanh Hà là Phó Giám đốc Sở Y tế Bình Dương cho biết, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương đã có quyết định công bố dịch bệnh do virus Zika gây ra trên địa bàn toàn tỉnh này. Theo bác sĩ Hà, tỉnh Bình Dương đã ghi nhận một trường hợp nhiễm virus Zika ở phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An. Người bệnh là một phụ nữ 27 tuổi. Bệnh nhân hiện đang mang thai, trước đó không có tiền sử đi du lịch hoặc tiếp xúc với người bệnh. Hiện nay, cơ quan y tế thuộc tỉnh Bình Dương đã thực hiện các biện pháp phòng ngừa và tiêu diệt dịch để hạn chế việc lây lan. Được biết, Việt Nam là nước đã ghi nhận sự lây lan của virus Zika. Trước đó thì cũng có 3 trường hợp mắc bệnh do virus Zika gây ra tại Sài Gòn, Khánh Hòa và Phú Yên. Tổng thống Philippines ra lệnh phóng thích 17 ngư dân Việt Nam. Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte vào ngày 2 tháng 11 tới đây sẽ tham gia sự kiện phóng thích 17 ngư dân Việt Nam bị cơ quan chức năng Philippines bắt giữ với lý do đánh bắt trái phép trong vùng biển của Philippines. Số ngư dân Việt Nam sắp được phóng thích được cho biết bị bắt giữ hôm 8 tháng 9 vừa qua ở ngoài khơi Sta Catalina thuộc tỉnh Ilocos. Số này đi trên 3 tàu cá và đầu tiên bị buộc tội đánh bắt trái phép trong vùng biển Philippines. Tuy nhiên, đến ngày 7 tháng 10 vừa qua, thì công tố địa phương nơi 3 chiếc tàu và 17 ngư dân bị bắt đã hủy cáo trạng đánh bắt trái phép khi ngư dân Việt bị bắt, khai là họ dạt vào vùng biển Philippines để tránh bão Ferdy. Tờ Inquirer của Philippines cho hay, Tổng thống Rodrigo Duterte ra lệnh thả 17 ngư dân Việt Nam vừa nói nhằm tỏ thiện chí sau chuyến thăm của ông đến Việt Nam hồi tháng 9 vừa qua. Campuchia bất lực nhìn Việt Nam xây dựng trạm biên phòng tại biên giới. Campuchia bất lực trong việc ngăn chặn Việt Nam xây dựng một trạm biên phòng tại khu vực biên giới thuộc quận Oyador, tỉnh Ratanakiri. Nhật báo Campuchia trích dẫn phát biểu từ Bộ trưởng cao cấp phụ trách vấn đề biên giới của Campuchia là Va Kim Hong nói rằng mặc dù Phnom Penh đã nhiều lần yêu cầu Việt Nam ngưng lại việc xây dựng như vừa nêu trên nhưng Hà Nội vẫn cứ tiếp tục. Theo ông Va Kim Hong thì chính phủ Campuchia hồi tháng 8 năm nay đã gửi công hàm ngoại giao phản đối Việt Nam xây dựng trạm biên phòng trong khu vực gọi là vùng trắng đối với cả hai phía. Ông Va Kim Hong nêu câu hỏi nếu Việt Nam không chịu dừng lại thì Campuchia có thể làm gì? Và đặt vấn đề hay là Campuchia phải tiến hành chiến tranh để chặn đứng việc xây dựng đó. Một điều phối viên của tổ chức Ad Hoc tại Campuchia cho biết thêm hiện tại việc xây dựng đã hoàn thành 80%. Phải trả lại những dinh thự đã chiếm ở Sài Gòn. Đây là yêu cầu của bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Sài Gòn tại cuộc thảo luận ngày 31 tháng 10 về dự án luật quản lý sử dụng tài sản nhà nước được sửa đổi. Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm nói rằng tòa nhà Petro Việt Nam Tower gần Thảo Cầm Viên Sài Gòn vốn là tòa nhà được xây dựng nhằm tập trung cho các cơ quan đại diện của Hà Nội tại Sài Gòn, nhưng không cơ quan của Hà Nội nào muốn vào mà họ chỉ muốn có trụ sở riêng. Có những dinh thự bị bỏ không cả 20 năm nay, nhưng những cơ quan này vẫn không chịu trả. Hầu hết những dinh thự này bị các cơ quan ở miền Bắc vào chiếm giữ từ sau tháng 4 năm 1975. Hội đồng Nhân dân đi giám sát thấy thực tế này và đề nghị thu hồi để làm bệnh viện, trường học, nhưng không được. Kể cả khi chúng tôi đưa đất và ứng vốn để xây dựng, nhưng sau đó đề nghị giao lại trụ sở cũng không được. Bà Tâm nói, theo bà Tâm thì các trụ sở công của cơ quan Hà Nội tại Sài Gòn sử dụng rất lãng phí, trong khi có những trường học gần đó bị xuống cấp. Tuy nhiên, các bộ trưởng lại không đồng ý việc trả lại những dinh thự đã bị chiếm làm trụ sở này, trong khi địa phương thì thiếu đất để phát triển các mục tiêu công ích, nhưng lâu lâu lại thấy một trung tâm tiệc cưới mọc lên trong đất, gọi là đất quốc phòng, rất khó giải thích với dân, cần có đánh giá để làm sao trong tổng thể chung chúng ta sử dụng hiệu quả đất công. Bà Văn Thị Bạch Tuyết, một dân biểu đã nói như vậy. Trong khu vực thuộc phi trường Tân Sơn Nhất, sau tháng 4 năm 1975, đã bị Bộ Quốc phòng Cộng sản Việt Nam chiếm đoạt rất nhiều diện tích. Chỉ riêng phần bị chiếm để làm sân golf đã có diện tích đến 156 hectare.
Trong đó, khu biệt thự có diện tích khoảng 14 hecta, bao gồm chung cư cao tầng, trung tâm thương mại và khu biệt thự. Bộ Quốc phòng Cộng sản Việt Nam cũng đã bán cho công ty cổ phần đầu tư Long Biên để xây dựng 54 căn biệt thự, 8 lô chung cư với 1.000 căn nhà, một khách sạn 5 sao trong phần diện tích 156 hecta này. Tuy vậy, vẫn còn 40 hecta đang được bộ này bỏ trống tại phi trường Tân Sơn Nhất nhưng không chịu trả lại. Và thưa quý vị, sau cùng là phần tin thời tiết. Trước hết tại khu vực San Francisco hôm nay, sáng sớm trời nhiều mây, sau đó trời có mây che từng phần, nhiệt độ cao 64 độ, gió tây tây nam từ 5 đến 10 dặm một giờ. Đêm nay trời hầu như quang đãng, nhiệt độ thấp 52 độ, gió bắc đông bắc từ 5 đến 10 dặm một giờ. Ngày mai trời nắng sáo, nhiệt độ cao là 67 độ, về đêm nhiệt độ thấp là 53 độ, mặt trời mọc lúc 7 giờ 35 phút sáng và lặn lúc 6 giờ 10 phút chiều. Tại khu vực Oakland, hôm nay sáng sớm trời nhiều mây, sau đó trời có mây che từng phần, nhiệt độ cao 66 độ, gió tây tây nam từ 5 đến 10 dặm một giờ. Đêm nay trời quang đãng, nhiệt độ thấp 50 độ, gió đông bắc từ 5 đến 10 dặm một giờ. Ngày mai trời nắng ráo, nhiệt độ cao 69 độ, về đêm nhiệt độ thấp 50 độ, mặt trời mọc lúc 7 giờ 34 phút sáng và sẽ lặn lúc 6 giờ 09 phút chiều. Tại khu vực San Jose, hôm nay trời có mây che từng phần, nhiệt độ cao 67 độ, gió đông đông nam chuyển sang gió tây bắc từ 10 đến 15 dặm một giờ. Đêm nay trời quang đãng, nhiệt độ thấp 49 độ, gió đông nam từ 5 đến 10 dặm một giờ. Ngày mai trời nắng sáo, nhiệt độ cao 71 độ, về đêm nhiệt độ thấp 51 độ, mặt trời mọc lúc 7 giờ 32 phút sáng và lặn lúc 6 giờ 09 phút chiều. Đồng Thảo và Trần Thuận vừa gửi đến quý khán thính giả bản tin tức trong ngày của quê hương Media. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị với những bản tin kế tiếp của chúng tôi.